Tại Tiền Giang, trong tháng 7, tỉnh xuất khẩu được 281 triệu đô la Mỹ, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng năm 2022, xuất khẩu 2.328 triệu đô la Mỹ, đạt 69,5% kế hoạch năm, tăng 18% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sản phẩm công nghiệp chiếm tỷ trọng cao nhất trong xuất khẩu hàng hóa của tỉnh, nổi bật như kim loại thường và sản phẩm, kể cả đồng, ước tháng 7 năm 2022 xuất khẩu 93 triệu đô la Mỹ, 7 tháng xuất khẩu 648 triệu đô la Mỹ, tăng 31,6% so cùng kỳ. Hàng dệt may, tháng 7 năm 2022 xuất khẩu 42,7 triệu đô la Mỹ, 7 tháng xuất khẩu 309,9 triệu đô la Mỹ, tăng 2,6% so cùng kỳ. Túi xách ước đạt 25 triệu đô la Mỹ, lũy kế 160,8 triệu đô la Mỹ, tăng 12,6% so cùng kỳ. Giày dép các loại 424 triệu đô la Mỹ, tăng 24,6%. Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh, ước tính tháng 7 năm 2022 xuất khẩu 19,6 triệu đô la Mỹ, tăng 192,5% so cùng kỳ. 7 tháng xuất khẩu 212,2 triệu đô la Mỹ, tăng 86,9% so cùng kỳ.